Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Toàn cảnh mặc váy cưới tuyệt đẹp chưa được Nhật Kim Anh công bố. Nhật Kim Anh là một trong những cô dâu cầu kỳ nhất của showbiz Việt. Để chuẩn bị cho ngày trọng đại, Cô đã được thiết kế hàng chục chiếc váy cưới với màu sắc, kiểu dáng đa dạng. Nếu như trong những bức ảnh cưới cô đã công bố và tại hôn lễ, ca sĩ lâu đài cắt thường xuyên xuất hiện với váy cưới màu sắc, váy đính pha lê lấp lánh thì bộ ảnh cưới được nhà thiết kế Minh Châu chia sẻ trên trang cá nhân lại là một nhật kim anh hoàn toàn khác. Cô mặc hai chiếc váy đuôi cá màu trắng tinh khôi, không đính kết cầu kỳ nhưng lộng lẫy và sang trọng hai chiếc váy được thiết kế dành riêng cho Nhật Kim Anh để phù hợp với bộ ảnh cưới phong cách Hàn Quốc lãng mạn. Nhà thiết kế lấy cảm hứng từ vẻ đẹp mỏng manh, thanh khiết của những cánh hoa mùa xuân để tạo nên hai mẫu váy. Điều đặc biệt hơn cả là chất liệu may váy đều được đặt làm độc quyền, có giá lên tới 2 triệu đồng một mét. Hai mẫu váy không được tiết lộ chính xác về mức giá nhưng đều thuộc bộ siêu tập váy cưới cao cấp sắp trình làng của nhà thiết kế Minh Châu trong đó mỗi mẫu váy đều có giá không dưới 100 triệu đồng. Váy đuôi cá giải tay kết hợp với khăn vòn giải lộng lẫy. Kiêu xa, ngoài lớp gen theo bên ngoài, váy còn được lót một lớp gen chỉ bên trong để tạo hoa văn chìm độc đáo. Váy kiểu trễ vai cập nhật theo xu hướng thời trang thế giới. Đính hoa lụa mềm mại. Đuôi váy dài có thể được gấp thành nhiều tầng để cô dâu có tạo hình đẹp trong ảnh cưới nhà thiết kế mất hàng tháng để thực hiện mỗi chiếc váy cưới cầu kỳ này. Tuy đôi váy dài nhưng phần thân bó sát được tiết chế họa tiết trang trí. Chỉ đính pha lê ở một số điểm nhấn để không tạo cảm giác nặng nề. Theo Bửu Lộc, anh là người kinh doanh bình thường, có cuộc sống đơn giản. Anh cho biết chỉ muốn cuộc sống yên ổn, lo cho con trai Bửu Long và gia đình. Bửu Lộc khẳng định từ khi cả hai quyết định chấm dứt hôn nhân vào tháng 3 năm 2018, anh và gia đình chưa từng ngăn cản nữ diễn viên gặp, thăm con trai. Anh cho rằng với tính cách của nữ diễn viên thì khó ai có thể ngăn cản không cho thăm con trai. Anh kể Nhật Kim Anh thường đến nhà anh nhưng không báo trước, có lúc vào 2 đến 3 giờ sáng, lúc vào tận đêm khuya. Bửu Lộc cho hay và gia đình đều đón tiếp chu đáo. Cô ấy cũng ngủ lại nhà tôi. Hàng xóm đều thấy cô ấy ghé thăm, đưa con trai đi chơi, ăn uống. Mới đây, sinh nhật Bửu Long, cô ấy về thăm con khoảng 3 tiếng, chụp ảnh lưu niệm rồi rời đi. Anh cho biết, anh kể vào dịp gần Tết năm 2018, nữ diễn viên đưa con trai đi và cháu bị sốt, phải nhập viện. Cô ấy đã giấu, không thông báo cho tôi. Sau đó, khi cô ấy nhận sâu diễn mới báo cho tôi. Lúc này Tôi phải tức tốc đi từ Cần Thơ lên thành phố Hồ Chí Minh chăm con trong viện. Đêm đó, cô ấy đi hát. Tôi trong bệnh viện chăm con trai, đến sáng hôm sau thì đưa cháu về Cần Thơ. Anh nói, theo bổ lộc, con trai có tiền sử sốt co giật động kinh. Bác sĩ điều trị trực tiếp tại bệnh viện khuyên cáo, Bửu Long phải qua 6 tuổi mới hết chứng bệnh này. Nếu bệnh của bé bị thay phát, nhiều khả năng sẽ để lại di chứng trên màng não và ảnh hưởng đến thần kinh. Bửu Long là con của Nhật Kim Anh sinh ra và cũng là con trai tôi. Tôi ngăn cản cô ấy như thế để được gì? Dịp sinh nhật, trung thu, tôi đều là người chủ động gọi điện thoại, nhắn tin cô ấy về cần thơ tham dự cùng gia đình. Cô ấy về thăm con, chúng tôi vui vẻ đi chung, mong muốn tạo không khí ấm cúng cho con trai. Nếu tôi dạy con mình xa lánh hay không thương mẹ, khác nào gián tiếp dạy con không thương cha. Đứng sinh thành thiêng liêng, cho con hình hài đến với cuộc đời này thì phải cùng chung tay nơi nấng, dạy dỗ. Điều này làm sao thay đổi được, bửu lộc nhấn mạnh. Anh khẳng định mỗi khi nữ diễn viên gọi phê tham gặp con, anh đều cố gắng tạo điều kiện thuận lợi nhất. Nhưng nói thật, không phải lúc nào tôi cũng ở bên con. Không phải lúc nào. Tôi cũng kể kề điện thoại bên con mình để chờ cô ấy gọi phây tham. Tôi cũng có công việc của mình, phải chăm sóc ba mẹ, cũng phải lo công việc của gia đình. Và tôi cũng cần lắm thời gian chăm sóc, dạy dỗ biểu lòng. Biểu Lộc nói, Biểu Lộc cho rằng việc thương yêu con trai không thể hiện ở quyền nuôi con mà còn là trách nhiệm của bậc làm cha mẹ, phải đảm bảo sự phát triển tốt nhất cho con cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại